Các từ trường vựng. Rồi cho xin thêm, một chút nữa. Mười tứ trường vựng, mà cái mười tứ trường vựng nó là một tên gọi khác. Mười tứ trường vựng là cái nó có hai nghĩa. Một đó là chỉ là sự trói buộc thôi, thì chữ sanh vô cho nó, đánh được chữ sanh vô cho nó. Chữ sanh vô cho nó có 10, nhưng mà ở đây thì chỉ kể có một, bởi vì ái hoặc là 10 thứ trường vượt trong chỗ này là tương đương nha. Nhưng mà cái thông thường thì chữ sanh vô cho nó này để kể cho 10 thứ phiền não, thông thường là kể cho 10 thứ phiền não. Bây giờ các vị ghi cho 10 thứ trường vượt đi nha. Rồi trong đó Đức Phật nó rút ra một cái tập thôi, một cái tập đế thôi. Thân kiến hoài nghi với cấp, thân kiến hoài nghi với cấp thủ, rồi ba, đó là ba đó, dục ái và sân là hai nữa, là năm. Thân kiến hoài nghi với cấp thủ, thân kiến có nghĩa là, thân kiến có nghĩa là chấp rằng cái thân này là của tôi, cái tâm này là của tôi. Luôn luôn mình thấy có một cái tôi, đây là tôi, đây là của tôi, đây là không phải của tôi, mà cái này là của người khác, cái này là của người khác nè, cái này là của tôi nè, cái này là tôi nè, thì đó gọi là thân kiến. Cái này đã định nghĩa rồi, nhưng mà có một số người mới họ họ cần thì tôi vẫn giải thích lại. Tức là đối chiếu năm quẩn với cái ngã chấp. Thân kiến nghĩa là đối chiếu so sánh danh sắc với cái quan niệm về ngã chấp, đó là tôi, đó là của tôi, đó là thân kiến. Thứ hai nó là hoài nghi, có nghĩa là sao, có nghĩa là do có cái do không có hiểu biết được, mọi thứ là do nhân duyên tạo, mọi thứ là do nhân duyên mà có, do nhân duyên mà diệt. Do không hiểu như vậy cho nên có những cái hoài nghi, có những thắc mắc, không biết tôi là ai, tôi là gì trong cuộc đời này, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, đó gọi là hoài nghi. Rồi từ hoài nghi nó mới dẫn đến cái chuyện không biết Phật có thiện hay không, không biết lời Phật có dẫn đến giải thoát hay không, và không biết đệ tử Phật có, nếu mà hoài nghi Phật hoài nghi pháp, và tự nhiên nó lộ ra cái hoài nghi tăng nè, lại không biết rằng tăng già tu hành gì có đúng hay không. Mà trong khi Đức Phật đã dạy rồi, ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có giải thoát, chỉ cần một câu này là đủ rồi. Nhưng mình do mình không biết cái câu này cho nên mình có cái hoài nghi nha, nghi biết là Phật giáo pháp giáo tăng sao. Rồi là giới cấm thủ, do có thân kiến do có hoài nghi á, nó mới dẫn tới cái giới cấm thủ, có nghĩa là lòng mình cũng muốn thoát khổ mà vì không có biết cái con đường bắt cái đạo, cho nên là mình mới chấp nhận những cái pháp môn không có đúng đắn. Ví dụ như là khổ hạnh hay là lệ dưỡng, nhiều khi mình muốn chạy trốn người khổ bằng cách là mình hưởng thụ, có nhiều khi mình chạy trốn người khổ bằng cách là mình tự hầy hành hạ thân xác. Cái hai cái hạng mình thấy có hết ở ngoài đời. Có người thì khổ quá, họ muốn cạo đầu, muốn lên núi ăn chay nằm đất, đó gọi là hạng thứ nhất. Rồi muốn được bên Ấn Độ, có vị thấy họ không có mặc áo quần gì hết, rồi họ lấy phân bò họ tô, họ trét lên người của họ. Nhiều lắm, cái đó là pháp môn khổ hạnh. Còn lợi dưỡng là sao? Lợi dưỡng là có những người trên đời này họ chạy trốn cái khổ bằng cách là ráng kiếm được thiệt là nhiều tiền, sống cho nó sướng, ăn cho nó ngon, mặc cho nó đẹp, xài đồ cho nó sang, cho nó bẩm, để quên đi cái chuyện sanh già bao chết. Thì trường hợp này gọi là lợi dưỡng nha. Thì cả hai cái thái độ sống này đều không có tốt. Chứ công thủ là muốn chạy trốn cái khổ bằng cách chấp nhận những cái đường lối sai lầm nằm ngoài bát chánh đạo thì gọi là giới, chỉ cấm thủ nha. Rồi thì giới cấm thủ rồi sân, dục ái và sân. Dục ái có nghĩa là cái niềm đam mê trong năm cánh dục, có nghĩa là trong thích nhìn cái này đẹp nè, nghe cái tiếng hay mà ngửi mùi thơm nè, thì năm cái sắc thân khí bị xúc đó được gọi là dục ái. Đam mê trong năm đó gọi là dục ái. Mà sân làm sao? Sân là sự bất mãn, cái sự bất mãn này nó gồm rất là nhiều thứ, phải học đạo mới biết cái này.
Sân ở đây nó bao gồm lòng sợ hãi, như sợ ma nè, sợ chết nè, sợ chuột nè, sợ gián nè, sợ nhện, sợ bóng đêm nè, sợ độ cao nè, sợ chỗ hẹp nè, sợ một cái màu sắc, một âm thanh đặc biệt nào đó nè, thì đó ta gọi là sợ. Sợ cũng là tâm sân. Rồi cái lòng đố kỵ, tức là mình không muốn người khác được như được cái này, được cái kia, là ganh tị đó, thì cái ganh tị nó cũng là sân. Rồi bọn sẻ có nghĩa là lòng xót của, lòng tiếc của, rồi đó cũng gọi là sân. Nhắc như tôi nhắc lại, sân nó gồm có nhiều thứ. Sợ hãi cũng là sân, xót của, tiếc của cũng là sân, đố kỵ, ganh tị cũng là sân, hờn giận cũng là sân, bực bội khó chịu cũng là sân, nắng nóng quá chịu không nổi, côn trùng chích đốt đùi mũi, gió nắng chịu không nổi, khó chịu bất mãn, đó là sân nha. Sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ bóng tối vân vân cũng là sân. Đố kỵ, ganh ghét cũng là sân. Tiếc của, xót của cũng là sân. Nói chung là cái gì nó làm cho mình cảm thấy khó chịu thì gọi là sân. Còn dục á là năm mê trong năm cảnh, cảnh dục như vậy tôi đã giải thích rồi. Tức là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, đó là năm hạ phần kiết sĩ và năm hạ phần tiền vượt, nghĩa là những phiền não thô. Rồi tới năm cái tiếp theo, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Sắc ái đó nghĩa là đam mê, đam mê ở trong thiền, thiền sắc. Thiền sắc làm sao? Thiền sắc có nghĩa là không còn thích thú ở trong năm cảnh dục nữa, nhưng mà đam mê ở trong các cái cảm giác như mát lạnh, nhẹ nhàng, thoải mái của thiền sắc giới. Có nghĩa là vì nó vẫn còn thích hào quang, vẫn còn thích có lâu đài, có hoa viên, nhưng mà không còn thích cảnh dục, chỉ thích có chỗ đàng hoàng để ngồi thiền thôi. Vậy đó được gọi là sắc ái. Còn vô sắc ái nghĩa là vị này nhàm chán luôn cả tất cả những cái hình danh sắc tướng, không có muốn cái gì mà liên hệ tới vật chất, thì thấy nó nặng nề quá. Cái phần này nó hơi trừu tượng, nhưng mà mình chỉ hình dung như thế này. Cái chúng sanh mà cấp thấp á, nó còn thích ở trong năm cảnh dục, mà trong năm cảnh dục nó còn nhiều cấp. Thí dụ như mình thấy con heo rồi con chuột, thì cái gì ngon là nó ăn, không kể sạch dơ. Nhưng mà lên tới cái con chó, mình chó nhà giàu á, mà nó bắt đầu thấy nó kén ăn rồi nha, cái chỗ mà dơ nó mới nằm đó. Mấy con chihuahua, mấy con chó fox, mấy con bạc dê, mấy con xe hơi của Đức rồi đó, là mấy con là coi như nó sang, nó sạch. Thậm chí có nhiều con nó chỉ ăn cái gì chủ cho họ thôi. Rồi từ từ nó lên mấy con người, rồi con người cũng có người giàu người nghèo. Cho nên thứ nhất là cái dục, trước hết là dục ái là gì, là thích trong năm cảnh dục. Bạn mà trong chín cái năm dục này thì cũng tùy cái phước báo, tùy cái cấp độ chủng loại tái sinh mà mình cái thích nó thấp hay nó cao. Rồi có những loại nó cao hơn mà thấy mình còn vẫn qua trong năm dục nó tầm thường quá, bởi vì thế là còn gần với cái loài xa đọa quá đi, nó gần quá mà chán, nó chán. Rồi cái bắt đầu họ mới tu tập thiền định, họ chứng họ đắc thiền, họ sanh về có phẩm thiên. Nhưng mà ở đó cũng còn có sắc giới, nãy dục giới nó rồi thì qua tới sắc giới, chán năm dục nhưng mà còn thích có cái sắc tướng. Rồi có những người, có những chúng sanh nó cao cấp hơn, họ thấy rằng ly dục mình khá rồi đó, nhưng mà còn làm phẩm thiên có sắc tướng cũng còn nặng nề lắm. Họ thấy cái đó nó còn thô lắm. Từ chỗ đó họ mới nghĩ đến cái chuyện mà chứng đạt cái loại thiền gì đó mà nó không còn hình danh sắc tướng nữa. Thì nó được gọi là vô sắc ái. Vì đời sắc ái, vô sắc ái. Rồi tới ngã mạn có nghĩa là còn so hơn, so bằng, so thua. Tôi bằng người đó, tôi hơn người đó, tôi thương người đó. Rồi người đó bằng tôi, hơn tôi, hoặc là ngã mạn. Còn phóng dật là gì? Phóng dật là cái tâm nó lăng xăng, nó lăng xăng, lăng xăng, lăng xăng, nó không có tập trung vào một chỗ nữa, nó gọi là phóng danh. Cái chỗ này nó hơi quan trọng nè. Đối với một cái người phàm phu á, thì nó cũng lăng xăng, là bởi vì cái do cái si phóng danh của họ nó mạnh. Còn đối với thánh hữu học đó, mà từ tam quả trở xuống đó, thì cũng còn phóng danh, nhưng cái phóng danh của họ nó không phải là do, không phải là do phóng danh. Cái tâm họ nó cũng có cái lăng xăng, nhưng cái lăng xăng không phải là do phóng danh mạnh, mà là do định họ còn yếu. Biết cái việc có phân biệt được cái này không? Thánh hữu học còn phóng dật,
còn lăng xăng. Nhưng mà cái lăng xăng này là do định yếu, còn phàm phu mình á, cái tâm nó lăng xăng là do cái phóng dật nó mạnh. Nghe nó giống nhau nhưng phải kể là nó khác nhau nha. Giống như một người yếu là bởi vì cái thể tạng yếu, còn một người yếu là vì lúc này không có tập luyện nhiều. Không biết các vị có thấy hai này nó khác hay giống. Một người yếu là do không có sức khỏe, còn một người yếu là do không có tập luyện. Khác hay giống nhau? Khác chứ, nó khác chứ. Khác chứ. Cái gì như mình thấy cái là mình thấy ông Dương Tiêu tướng ông đó. Nếu mà yếu là do ông không có tập luyện, chứ ông tay chân sức giống vậy thì trong khi được tôi nè, bản thân tôi đó thì tôi yếu là tại vì do bẩm sinh tôi yếu. Còn có người yếu là do không có tập luyện, hai cái khác nhau. Phàm phu mình đó, tâm lăng xăng là do phóng dật nhiều, còn thấm hữu học đó, là tâm lăng xăng là do cái định nó còn yếu. Rồi chỉ vậy đó, phải nhớ cái chỗ này. Như vậy thì năm cái kiết sử còn lại là gì? Là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh nên làm sao? Đây, cái chỗ này cũng là quan trọng nữa. Cái vô minh của phàm phu nó khác cái vô minh của thánh hữu học chỗ nào? Trong chú giải cho mình có ví dụ thế này, làm phàm phu mình giống như người mù vậy đó, mình không thấy cái gì hết. Một mù bẩm sinh á, phải nói tên là mù bẩm sinh, tiếng Mali gọi là chấp chân thá, tức là chữ cha tí cộng với âm thá thì có lực gọi là chấp chân thá, tức là mù bẩm sinh. Thì mình không có thấy màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu đỏ đỏ ra làm sao hết. Biết núi non kinh rập sông rồi đã như biển cả, mặt mũi ra làm sao mình có, mình cũng không có thấy. Nhưng mà riêng về cái bậc thánh tu đầu quần thì các vị này giống như một người có con mắt nhưng mà đi trong bóng đêm vậy đó. Làm sao? Có nghĩa là vị này có khả năng nhìn thấy nhưng phải có điều kiện đặc biệt. Làm sao? Trong kinh có ví dụ thế này, giống như một người có mắt không mù, đang đêm đi như vậy thì trời chớp lên một lần, thì trong cái ánh chớp đó cái người này nhìn thấy phía trước mình có cái hồ nước, có tòa lâu đài, có cái cầu, rồi để nhìn thấy được đó. Nhưng mà trời chớp thì rất là nhanh, các vị nghe cho kỹ, trời chớp thì nhanh lắm, nhanh là nó nhanh như chớp mà. Thì cái vị tu đồ quần nên là biết rõ trước mắt mình có cây cầu, có một cái lâu đài, có một cái hồ nước. Còn cái vị tư đà hàm, tức là cái tầng thấm thứ hai đó, thì cũng y chang như vậy, cũng là một người có mắt đi trong bóng tối, rồi thấy trời chớp hai lần. Lần thứ nhất là thấy rằng phía trước có một cái tòa lâu đài, một cái hồ nước, có cây cầu, nhưng mà cái thấy nó cũng còn hạn chế. Nhưng mà khi trời chớp lần thứ hai đó thì cái thấy nó lúc gì nó rõ một chút. Rồi lên đến cái bậc A Na Hàm là giống như là trời chớp lần thứ ba. Chớp có nghĩa là lúc có lúc không. Thì sau khi mà nó bưng lên như vậy rồi thì nó cũng quay trở lại là tối. Nhưng mà vị này biết chắc chắn, biết chắc chắn phía trước mình có lâu đài, có hồ nước, có cây cầu. Đấy, biết chắc chắn rồi, chắc chắn trước có cái gì. Qua ba lần chớp như vậy, nhưng mà lên đến bậc A-la-hán thì lúc giờ trời sáng bét rồi. Trời sáng bét, lúc giờ trời chớp, vẫn còn chớp lắm, còn là chuyện quan trọng nữa. Mà lúc giờ trời sáng rồi, vì nó nhìn rõ, không có nghi ngờ gì hết, biết rõ đó là hoa, đó là một cái vườn hoa, đó là một hồ nước, một lâu đài, một cây cầu. Thì sẽ dĩ thì gọi là vị A Na Hàm mà tầng thánh thứ ba mà còn vô minh là như vậy đó. Có nghĩa là khi mà chưa dứt A La Hán thì cái thấy của vị này trong bốn đế còn có chỗ, chưa có hết. Vì sao? Cái chỗ này các vị phải ghi giùm tôi, ghi giùm chỗ này. Cái trí thánh nhân là thứ nhất là hiểu biết về bốn đế, thứ hai biết rõ cái chuyện mà mình cần phải làm đối với bốn đế. Bây giờ đó là 6:40 rồi, giảng xong là chắc nghỉ quá. Thứ nhất tôi ôn lại, ôn hoài mà tôi không muốn nhớ, bởi vì tôi muốn quý vị phải nhớ hoài nha. Khổ đế là gì? Tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Trong khi cái vị con kinh, trong kinh nói là khổ đế là sanh, là già, là đau, là chết, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Trong khi ở đây tôi chỉ định nghĩa gọn thôi, mọi hiện hữu là khổ, sanh, già, đau, chết nó cũng như nằm trong chữ hiện hữu thôi nha. Cho nên khổ đế là gì? Khổ đế là sự thật thứ nhất ở trong cuộc đời này, đó là mọi hiện hữu đều là khổ, dù trong thành thức nào đi nữa cũng là khổ.
Thứ hai đó là tập đế. Tập đế nghĩa là mình thấy rõ, tập đế chính là cái tham ái, chính là mình thích. Ở trong cảnh dục, cảnh sắc và cảnh vô, chính là cái thích mà nó đi với thường kiến, với đoạn kiến. Là cái thường kiến mình đã định nghĩa rồi, đoạn kiến mình đã định rồi nha. Tại sao có những định nghĩa mà tôi coi là quan trọng là bởi vì về sau là mỗi lần tôi nhắc tới là tự động nó bị phải nhớ, chứ không cần tôi phải ôn lại từng điều nha. Thì cái tham ái này chính là cái sự thích thú ở trong sáu 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 trần sắc thinh khí vị xúc, nó bị cũng đúng. Hoặc là tham ái này chính là tập đế, này chính là tham ái trong cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc cũng đúng. Rồi trường hợp nữa, ái này chính là cái lòng ham muốn mà trên cái nền tảng của thường kiến và đoạn kiến, nó như vậy cũng cũng đúng. Thì đó gọi là tập đế nha, đó gọi là tập đế, tập đế ở lòng ham muốn trong trong cái này cái kia, trong tiếng Bali gọi là tatra tatra cái năng trong cái này cái kia. Rồi cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là một sự thật, có nghĩa là quả thật có một cái cứu cánh nằm ngoài khổ đế và tập đế, đó chính là niết bàn. Và cái thứ tư đó chính là đạo đế, tức là phát chánh đạo, là chánh kiến, cái tư duy. Tám cái này đó là sự phân tích của tam học chứ không có gì hết, giới học, định học và tuệ tuệ học. Thì giới học tức là mình hiểu nôm na đi, giới học là những cái học giới mà Đức Phật đã ban hành đó. Còn cái tuệ, còn cái định học tức là thiền chỉ, và cái tuệ học chính là thiền quán, cái thiền xứ. Thì ba cái này được gọi là tam học nha. Thì chính ba cái này nè được gọi là ba cái này phân tích rộng ra thành là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là đạo đế. Thì cái chuyện đầu tiên muốn là thánh nhân, chuyện đầu tiên phải hiểu rõ bát chánh đạo là cái gì, và thứ hai chuyện mình phải làm với bát chánh đạo là gì, đó là tri khổ trừ tập chứng diệt về hành đạo. Tri khổ là phải hiểu khổ là cái gì, khổ là cái gì, khổ là tất cả mọi hiện hữu, đó là nói gọn. Còn nói cho đủ thì khổ gồm có ba, biết cái đông trong này còn nhớ không, khổ nó chưa đủ thì gồm có ba. Nếu có việc xin quý vị viết ra mấy cái này này rồi bỏ vô thấp, vô thấp thì người ta nghe giảng người ta liếc mắt người ta thấy à. Dạ, liếc mắt người ta thấy khổ đó, khổ đế nó gồm có ba, nó gọn thì mọi hiện hữu là khổ, khổ đế. Còn nếu mà nói cho nó rõ một chút thì khổ gồm có ba. Một là khổ, khổ có nghĩa là sự có mặt của tất cả những gì mà nó làm cho thân tâm của mình khó chịu thì đó được gọi là khổ, khổ. Rồi cái hoại khổ là gì? Hoại khổ là cái sự vắng mặt của tất cả những gì mà nó làm cho mình thấy dễ chịu về thân tâm. Khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình thân tâm khó chịu. Rồi cái hồ hoại, hoại khổ sự vắng mặt tất cả những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Ví dụ như tôi nói hoài trưa nóng, giấc trưa, buổi trưa trời nóng, đó là khổ, khổ. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà mình mở quả lên thì mình được sung sướng hạnh phúc, mình thình lình cái quả nó bị tắt đi, vì một lý do mà nó quả nó bị tắt thì đó gọi là hoại khổ. Hoặc là mình bị đau nhức quá, đó là khổ, khổ. Nếu có người họ xoa bóp cho mình thì lúc đó mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, nhưng mà họ bóp, họ là ngưng, họ mỏi tay, họ không bóp, bóp nữa thì cái đó gọi là hoại khổ, là sự biến mất của hạnh phúc. Còn cái hạnh khổ cái này nó mới sâu nè. Thứ ba là hạnh khổ. Hạnh khổ cứ nghĩa là tất cả sự có mặt trong cuộc đời này được gọi là hạnh khổ. Là vì sao? Là vì tất cả mọi hiện hữu trên đời này nó phải lệ thuộc vào nhân duyên nha. Nó phải lệ thuộc vào vô số cái nhân tố và điều kiện. Thì cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đó cũng là một cái khổ nha. Cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đó là cái khổ. Các vị tưởng tượng thì bây giờ mình thấy mình ví dụ thôi nha, tôi chỉ ví dụ thôi, mà đã nói ví dụ thì mình chỉ mượn ví dụ để mình hiểu vấn đề, chứ mình đừng có ôm ru ru như baby là chết nha. Bây giờ mình thấy có hai người bé, con gái thì nó dễ, con trai cũng có mà thường con gái dễ hơn.
mình thấy hai cô ăn mặc rất là sang trọng, sung sướng đi đâu có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà mình hỏi ra hai cái cô thứ nhất ấy, cổ là cổ nhà giàu, cổ là cô Diêu, biết có bị có nghe chữ cô Diêu không? Cậu ấm cô Diêu á, cậu ấm tức là con nhà, tức là con trai mình nhà giàu nhé. Còn cô Diêu có nghĩa là con gái mình nhà giàu, nó gọi là cô Diêu. Thì mình thấy hai cô gái ăn mặc rất là sang trọng, đi đâu có kẻ hầu người hạ đưa đó, đi shopping xong rồi đi ăn uống sang trọng đắt tiền. Nhưng mà hỏi ra mới biết cái cô thứ nhất cái cô A đó, cô là con nhà gái nhà giàu, còn cái cô B đó là dâu nhà giàu. Có bị nghe kịp không? Thì cái hành khổ nó chính là vậy đó. Hành khổ là sao? Hành khổ có nghĩa là cái sự lệ thuộc vào cái điều kiện, thì chỉ riêng cái này thôi thì cái bậc thánh á, người ta thấy người ta chán. Phàm phu mà có tu hành thiền quán người ta thấy người ta chán. Còn mình không có thấy, mình không thấy được cái khổ thứ ba này. Mình chỉ thấy được có cái khổ khổ với cái hoại khổ là đã khá lắm rồi nghe. Nhưng mình không thấy cái thứ ba. Cái thứ ba là cái lệ thuộc. Thì nãy tôi nói rồi, có hai cô ăn mặc rất là sang trọng, mà mình thấy cái cô thứ nhất là con gái nhà giàu, còn cái cô thứ hai là con dâu nhà giàu. Mà con dâu làm sao? Con dâu có nghĩa là anh phải làm sao mà thằng chồng mới nói ok, anh phải làm sao mà bên nhà chồng mới ok. Mà nhà chồng thì sao? Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Biết ông Trinh có nghe cái này không? Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là bên nhà chồng nó toàn cái thứ gì cũng không hầu hết. Bây giờ chắc thời buổi này cũng có, cái ngày xưa nó có nhiều cái nó động trời lắm. Em chồng mà nó ghét mình rồi đó, mình nấu canh nó lén nó bỏ muối ha, rồi nhà quê nó có cái lu nước mà ta lóng phèn, lóng phèn nghĩa là múc nước với mương lên rồi mình bỏ phèn vô đó, nó lén nó bỏ kim nó đóng kim mây áo nó hót thì 5-3 cây nó bỏ trong. Để các vị tưởng tượng mình cầm cục phèn mình nó rơ cái đá lu á, mà gặp kim cái gì đóng nó bị nghĩ làm sao. Nó thấy cái thau đồ mình ngâm để mình lát mình giặt, bên Việt Nam làm gì có cái máy giặt, toàn giặt tay không à. Nó luyện kim ở trong, nó nhét mấy cây kim ở trong cái áo quần nó cho mình, chị dâu dò áo quần mà dính kim chơi. Còn mình nấu canh á, thì nó lén nó bỏ muối vô, nấu cơm thì nó lén nó rắc cát vô, để làm gì, để cho bà già chồng chửi nha. Rồi còn chưa kể là bà dì bà cô thím cậu mợ dượng bên nhà chồng mà nó ghét mình rồi là mình cũng chết nha. Mà gia đình mình càng hiếp mình chừng đó, mà gia đình nó càng giàu chừng nào nó càng lạm phát, nó càng thấy khó ưa chừng đó nha. Cho nên tại sao tôi nói nhiều chuyện này, tôi muốn nói đó là tôi muốn mượn hình ảnh cô dâu để tôi nói cho cái thân phận phàm phu của mình trong cái cuộc đời này nó là vậy đó, nó là cái sự lệ thuộc nha. Nó phải là một sự lệ thuộc. Như các vị nói với tôi là các vị sáng nay các vị đi camping, đi cắm trại, thích quá cuối tuần này thôi, chắc đồ lên xe cái chạy riết ra biển, thích rồi đi. Nó thật ra đó là cách nói hồn nhiên và thơ nghe, các vị biết không? Chứ các vị muốn muốn chắc được cái liều, muốn chắc được đồ ăn thức uống lên xe đâu đâu phải dễ. Đã chẳng qua là mình không có cái sự tỉnh thức, mình không có thấy thôi. Chứ thử buổi sáng đó mình nhức răng mình có đi được không? Không. Buổi sáng hôm đó con của mình nó bị tiêu chảy đó, mình có đi được không? Không. Buổi sáng đó bà xã mình đó có cái chuyện gì đó trục trặc đó, mình có đi được không? Không. Bữa đó ông già mình má mình nó có chuyện gì mình có đi được hay không? Không. Cái bữa đó bãi biển nó có vấn đề mình đi được không? Không. Bữa đó thời tiết mà nó bị mưa bị bão mình có đi được không? Không. Có nghĩa rằng thì là chỉ riêng cái chuyện mà xách cái lều ra ngoài cắm trại thôi, 1 tỷ cái điều kiện nha, 1 tỷ cái điều kiện nha. Chứ không phải là đừng có nghĩ là ô tôi có tiền, tôi có xe, tôi có lều, tôi có thức ăn, tôi cũng chắc tôi ra tôi đi xe bét. Chỉ cần có một trục trặc nhỏ xíu, buổi sáng ra khỏi nhà chiếc xe mà nó dở trò làm sao mình chạy được. Nó dở chứng thì đúng rồi, nó dở chứng làm sao mình chạy hả? Sao chạy thì buổi sáng nó sắp đi mình chỉ cần một cú phone gọi vô thôi là dẹp khỏi đi luôn. Chẳng những khỏi đi mà cả ngày hôm đó mình điên luôn, mình lồng lộn luôn nha. Cho nên cái pháp hữu vi là sao, cái hành khổ làm sao, tại sao tôi dành thời giờ tôi nói nhiều về hành khổ là bởi vì cái này là các Phật tử không để ý. Thường mình nói đời là biển khổ là mình chỉ nói được cái khổ khổ và cái hoại khổ thôi, nhưng mà riêng cái hành khổ là mình không có thấy. Có nghĩa là sự lệ thuộc vô số nhân tố nhân duyên.
phải chụp bằng cái lệ thuộc cái này cái kia. Và cái niềm vui của mình á, mình thấy mình vui, mình tưởng nó đơn giản là sáng nay ba má tới thăm vui quá, sáng nay thằng con nó tốt nghiệp vui quá, sai bé, không phải con tốt nghiệp mình vui đâu, mà mình phải khỏe. Gia đình mình vấn đề tài chánh nó không có pháp lầm, chứ bây giờ con nó tốt nghiệp đúng nhưng mà nợ nần nó đầy đầu, làm sao mình vui, cơ thể bệnh hoạn sao mình vui, ba má không có khỏe sao mình vui. Cho nên cái hạnh khổ là vậy đó, nó là sự lệ thuộc, sự lệ thuộc các điều kiện. Thì tôi mới dùng hình ảnh hai cô gái, một cô là con gái nhà giàu, còn một bên là con dâu nhà giàu, nhìn thì thấy nó giống nhau nhưng mà sự thật nó không phải đâu, không phải đâu. Thì là vô minh trong tứ đế làm sao là không thấy bốn cái này, và vì đó với vị thánh A-la-hán ấy thì vị này cũng còn vô minh làm sao, là bởi vì đối với bốn đế vị này cũng còn có chỗ này kẹt kẹt. Thí dụ đấy, đối với tập đối với cái khổ đế này, cái vị trong thấy vị thấy hết đó, mình còn phàm mình còn thấy không chỉ là vị thánh, cái vị thấy mọi hiện hữu là khổ, nhưng mà sao do này, nó có cái do nó mới quan trọng, do vị này cái tập đế còn, cho nên vị này thấy đúng mọi hiện hữu là khổ, nhưng mà cái sự có mặt trong năm cái cõi tịnh cư nó cũng có cái gì đó nó ngọt ngọt. À, cho nên vị này còn chút tập để trong cõi ngũ tịnh cư, vị này không còn hứng thú trong cõi dục đúng, mà vị này cũng còn có cái thấy hơi ngọt ngọt ở trong cõi ngũ tịnh cư mới tái sanh về đó được chứ. Mà từ đó ở đâu nó ra là vì cái thứ ba đó là vô minh trong trong diệt đế, có nghĩa là cái thấy cái bạn vị này nó chưa được 100% như là vị a la hán, cho nên chính vì thấy nó mơ hồ, thấy nó còn có một góc tối tối mà mờ mờ, chính vì thấy nó mờ mờ nó tối nó mới còn thích được, mới còn có tập đế. Rồi còn cái thứ thứ tư đó là đạo đế, chính từ ba cái trên đó, nó bốn đế nó dính chùm với nhau, hễ mình vô minh bên trong khổ đế là mình cũng còn có cái vô minh trong tập trong việc và trong đạo bốn cái này kể đó. Tôi ngồi tôi giải thích thì rõ ràng các vị nghe có cái trước cái sau, nghe nãy giờ nghe ông nói người khổ trước rồi ông giải thích cái tập cái việc cái đạo, nhưng mà thật ra bốn cái này nó đi một lúc, có nghĩa là mình có một cái trong cái thấy của mình về khổ đế mà nó có một chút rất là xong thiên vô, thì trong tập đế nó cũng có một lúc đó cái hiểu của mình về tập đế có vấn đề, có vấn đề thì cái việc cũng cái thấy của mình trong việc đế nó cũng có vấn đề, mà khổ tập việc mà mình nhìn nó có vấn đề thì nghĩa là trong cái đạo nó cũng có vấn đề, có nghĩa là vị này có lúc thì sống ở trong mắt cái đạo nó hơi lệch lạc một chút, nó hơi ngoài ngoài một chút, lòng nó không có thiết tha 100%, mới có 95% thôi. Cho nên cái vô minh trong trường hợp này nó có nhiều trường hợp, một là không hiểu được ý nghĩa của bốn đế, và thứ hai là không biết cái chuyện phải làm đối với bốn đế, là chỗ đó đó. Và chính vì cái chỗ không có biết được hai cái này nó mới được gọi là vô minh, không biết được cái chuyện mình phải làm là gì, là hiểu rõ khổ đế là gì, tức là tri khổ là hiểu được khổ, trừ tập cũng như là phải dứt được cái tham ái, chứng diệt nghĩa là phải thấy được niết bàn, thì chứng được niết bàn. Về cái thứ tư đó là hành đạo, nghĩa là tu tập và hành đạo, nhớ nha, tri khổ trừ tập chứng diệt và hành đạo, đây là bốn chuyện phải làm đối với bốn đế. Muốn coi rõ hơn, muốn hiểu rõ hơn, làm ơn xem lại giùm tôi cái bài kinh Chuyện Pháp Luân nha, đây là kinh Chuyện Pháp Luân. Cái câu mà của cái người Liên Xà này nói nè, cái câu này là không, cái câu này hay nhưng mà đừng có tưởng lầm là cái câu này ai cũng hiểu được nha, là câu này rất là dễ hiểu lầm nha, hiểu lầm lắm cái câu này, dễ hiểu lầm lắm nha. Thì có nhiều câu nghe nó hay hay nhưng mà Phật pháp mình còn yếu á, yếu người đừng có đi mắng nha. Thí dụ như mình coi trong cái kinh Bát Tông có cái câu này rất là nguyên thủy mà mình không có học A Di Đà nó là hiểu lầm chết luôn á, là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, không có vô minh mà cũng không có vô minh diệt, không có lão tử mà cũng không có lão tử tận. Thấy như vậy thì viễn ly nhất thiết tiên đại mộng tưởng, mình nghe mình khoái miễn có gì hết, nhưng mà nó không phải giỡn nha, nó khó chứ không phải giờ không phải dễ. Nó dễ giống như là mình tình cờ mình nghe hai ông già ngồi nói chuyện nha, ông nói thì cái cụ bao ngu tôi dính mấy tuổi rồi nó như cái chim bao rồi có nó mất đó, mình nghe mình mới có 15 tuổi mình nghe cho mình buông học, mình không học high school nữa, mà high school nó học lấy đâu vô đại học,
rồi lấy đâu làm bác sĩ, làm kỹ sư người ta, rồi đấu nhân răng đi bán vé số, đi ăn mẹ, đi ăn cướp. Nguyên thủy là cái câu, cái cuộc đời mà nó tối thui đó đâu nó ra, là tại vì năm mình 15 tuổi mình tình cờ nghe ông già 90 tuổi nói chuyện nha, ông nói đời không có gì hết á, phù du như kim bao, thì một đứa bé 15 tuổi mà nó nghe nó như kim bao nó học làm gì. Đã, cho nên cái câu nó có hơi khó, hơi khó, bởi vì không đợi đến, không đợi phải đặt chân đến cái chỗ mà mình muốn đến mới vui, mà hãy tranh thủ vui ngay trên con đường đến chỗ đó. Các bạn nghe câu đó không? Niết bàn, nếu mình hiểu một cách nhẹ nhàng, hiểu một cách nôm na, thì niết bàn nó là hai. Niết bàn chính là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn chính là cái sự chấm dứt phiền não của vị thánh. Vị này vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt của chúng ta, nhưng mà phiền não thì không còn nữa, có được cái thanh này còn đó, thì cái đó được gọi là hữu dư y niết bàn. Còn vô dư y niết bàn đó chính là cái sự viên tịch, cái sự tắt thở của một vị thánh a la hán, thì đó được gọi là vô dư niết bàn. Lúc đó phiền não cũng hết, mà cái danh sắc sanh tử cũng hết. Thì trong trường hợp này thì cái hữu dư y niết bàn đó là sự vắng mặt của tập, tập đế thôi, nhưng mà cái vô dư y niết bàn là nó vắng mặt luôn cả khổ đế nữa nha. Nó phải hiểu cái đó, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hữu dư y niết bàn là sự vắng mặt của phiền não, cho nên cái người mà diệt trừ phiền não sống rất là an lạc. Mình khổ là vì sao? Mình khổ là vì hai thứ, một là khổ nhân, vì ba thứ chứ, một là khổ nhân, hai khổ quả, ba là khổ do pháp hành. Nghe thì kỹ nha, tôi đang giải thích rộng á. Mình khổ có ba, mình khổ do nhân, khổ do quả và khổ do pháp hành. Khổ do quả làm sao? Là do cái nghiệp xấu của đời trước. Bây giờ mình sinh ra làm con heo, con bò, con chó, 4 giờ sáng con người đang nằm ngủ thì mình bị lùa, đó gọi là khổ do quả. Hoặc là do quả đời trước mình giờ mình sinh ra mình bị bệnh hoạn tàn tật dị dạng, kiếm vợ kiếm chồng đều khó, bị bạn bè về điểu chê bai, trầm gheo, nó cũng là khổ do quả. Rồi bệnh tật rên rỉ hôi hám tâm hôi thì đó cũng gọi là khổ do quả. Còn khổ do nhân làm sao? Khổ do nhân có nghĩa là mỗi lần có tham có sân trong lòng là lòng nó mới yên, bởi vì muốn không được là khổ, mà không muốn mà bị cũng là khổ. Thì trong hợp, trong trường hợp mình bị tâm tham tâm sân nó xuất hiện trong lòng mình á, được gọi là khổ do nhân. Còn khổ do pháp hành làm sao? Ở do pháp hành là hễ có mặt trên đời này thì mình phải chấp nhận cái chuyện sanh già đau chết, dù mình phước báo cỡ nào đi nữa thì cũng có phải lúc già lúc chết thôi. Thì trường hợp đó được gọi là khổ do pháp hành, tức là do cái bản chất tự nhiên của cái kiếp sanh tử đó, cái là bản chất tự nhiên của nó là tam tướng đó, khổ do tam tướng. Thì cái người, có một số người mà hiểu chỗ này nè, hiểu chỗ này thấy là cái người không có phiền não là người này bớt được khổ nhiều lắm, bởi vì người bớt phiền não người này chỉ còn lại có hai cái khổ thôi, đó là khổ quả, có nghĩa là cái khổ người do cái nghiệp đời trước, còn khổ thứ ba thứ hai là khổ do pháp hành, có nghĩa là có thân này thì nó phải bị vô thường, khổ vô ngã nha, chỉ còn khổ do nhân nữa, nghĩa là không có khổ do phiền não nữa, bị thấm đấy. Thì từ chỗ này là cái tâm hồn của thánh rất là an lạc. Thì từ chỗ đó là nhiều người thấy rằng trong lúc mà tôi tu tập tôi cũng được an lạc, thì mà an lạc đây nghĩa là niết bàn chứ còn gì nữa, họ hiểu như vậy đó. Cho nên từ chỗ này họ mới đi đến một cái ngộ nhận, đó là họ nói rằng trước khi đến niết bàn thì trước khi chứng được niết bàn thì cái quá trình tu tập nó bản thân cái quá trình nó đã làm sự an lạc. Chính dẫn một câu nói tôi nói là tay rồi có một câu đó là không đợi đến, đừng có đợi cái chỗ mình muốn đến mình mới vui, mà nghe trên đường đi nó đã là gọi là hành trình của niềm vui rồi. Lấy câu đó mà hiểu bên trong kinh đó thì nó cũng hay đó, nhưng mà nó nguy hiểm. Nguy hiểm với niết bàn không chỉ đơn giản là cái sự vắng mặt của phiền não không đâu, mà niết bàn là một cái gì đó, là something chứ không phải là một, nó không phải là một cách suy diễn, là không có niết, nó không phải là nothing nha. Niết bàn là something, nhưng mà something nó là cái gì đó thì chỉ có thánh nhân mới biết. Nhưng mà hãy nhớ một điều, nó nằm ngoài thân và tâm của mình, nó không thuộc về vật chất mà cũng không thuộc về tâm linh,
nhớ nha, nó hơi khó hiểu cái đó. Nhưng mà chuyện quan trọng là gì, là nếu mình cứ thấy sợ sanh tử trầm luân thì mình chỉ cần tu tập như bát chánh đạo cho nó hết sanh tử trầm luân được rồi. Còn tới khi đó mình chứng mình thấy niết bàn là cái gì là chuyện có lúc thẳng ngay mình tính. Chứ còn ngay bây giờ chuyện nó chưa tới, mình ngồi mình thắc mắc, mình phân vân thì nó mất thời gian. Cũng giống như một đứa bé, nó nhìn nó thấy một cái tòa lâu đài, một cái chiếc xe đắt tiền, một chiếc du thuyền, một chiếc phi cơ, nó thích quá thì ba má nó phải có trách nhiệm nói nó thế này: con thích, ok, ráng học cho giỏi đi nha, ráng học cho giỏi, ráng học cho giỏi, rồi mai mốt làm bác sĩ, làm luật sư nha. Thì ta họ muốn mua phi cơ riêng, mua du thuyền, mua nhà cao cửa rộng là tính riêng. Chứ bây giờ ba má đó, má đó là kỹ sư, ông cậu của con là kiến trúc sư, rồi ba đó là phi công. Ba người này hoàn toàn có thể giải thích cho con nghe về máy bay, về du thuyền, về nhà cửa. Nhưng mà con nghe để làm cái gì, con mới có 3 tuổi à nha. Ráng học cho giỏi đi nha. Rồi tự động mua mốt làm bác sĩ, làm luật sư, cái có tiền nó tự nhiên nó biết cái du thuyền là cái gì, nha. Tự nhiên biết máy bay là cái gì, tự nhiên biết cái nhà mình trị giá 3 triệu nó mặt mũi ra làm sao, lúc đó mới biết. Bây giờ mình mới 3 tuổi ha, mình cứ lo mình làm cái vụ của cái thằng 3 tuổi nha. Chứ bây giờ mình dành thời gian mình tìm hiểu thì cái đó nó mệt lắm nha. À, mình cái 3 tuổi mình cứ xử gì 3 tuổi mình thôi. Mắc cái gì mới 3 tuổi mình tìm hiểu cái du thuyền nó có cái cơ cấu ra sao thì mình lắm nha. Ok, thì đó chính là cái buổi giảng của chúng tôi sáng nay, giảng cùng một lúc là 3-4 bài. Mong rằng chúng ta có dịp cứ một tuần như vậy đó là 3 ngày. Mà 3 ngày đó là một ngày trung bình đi, mình giảng 3 bài. Như vậy thì có thể một tuần mình được 10 bài. Một ngày 3 bài nhưng mà nó có thể nó có trội sụp. Cho nên trung bình nó là từng mình được 10 bài. Thì một tháng mà được 30 bài. Và thật sự những vị nghe cho vui, nghe để mà tìm giấc ngủ, hoặc nghe trong lúc nấu ăn, nghe trong lúc lái xe thì thôi tôi không có nói. Nhưng mà nếu thật sự nghe mà có ý ghi chép để mà làm của riêng thì một tháng là 30 ngày đó, tôi nghĩ các vị ôm không sẻ đâu nghe. Tôi cũng có đi học, tôi biết mới vô thì mình thấy nó bài hết, nhưng mà nó dồn khoảng chừng 3 tháng 6 tháng thì các vị sẽ từ từ các vị sẽ thấy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đuối, mình ôm không nổi, mình quên sạch. Trường hợp thứ hai, nếu mà mình biên tập lại những cái gì mà mình đã học đó thì từ từ mình sẽ ngộ ra một chuyện cũng thú vị, đó là hình như mình đã thành con người khác, khá hơn, tốt hơn. Ở đây tôi không nói cái cạnh đạo đức mà tôi nói trong cái chuyện nhận thức ấy, cái cách nhìn của mình về đạo nó khác hơn, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ xin phép bà con thì biết, xin chào cho tôi biết.